Thưa quý vị, nhiều quốc gia trên thế giới có chế tài xử phạt hành vi uống rượu khi lái xe, thế nhưng với quy định khác nhau, có nước chỉ xử phạt lái xe khi trong máu có nồng độ cồn ở mức nhất định. Với Nghị định 100, thì Việt Nam là một trong số những quốc gia có mức xử lý nghiêm nhất đối với vi phạm giao thông do sử dụng rượu bia khi áp dụng từ mức 0% tuyệt đối. Vậy mức xử phạt này có phù hợp với xu hướng chung của thế giới hay không? Và đây sẽ là vấn đề của chuyện trong tuần ngày hôm nay. 8 quốc gia, vùng lãnh thổ không xử phạt đối với việc say rượu bia khi lái xe. Một số nước áp dụng xử phạt khi nồng độ cồn trong máu ở mức 0,02% đến 0,03% như Thụy Điển, Na Uy, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Mức 0,05% được áp dụng phổ biến nhất tại các nước như Australia, Đức, Ý, Pháp. Mức 0,08% phổ biến tại Malaysia, Canada, Mỹ. Và Việt Nam đang là một trong số ít các nước áp dụng xử phạt từ mức 0% tuyệt đối, tức chỉ cần có nồng độ cồn trong máu là xử phạt. Thưa quý vị, Việt Nam đang áp dụng biện pháp xử phạt hành chính ở mức cao và tước giấy phép lái xe khi vi phạm nồng độ cồn từ mức 0% tuyệt đối. Điều này đã từng gây ra rất nhiều tranh cãi cho người dân khi chỉ ăn thực phẩm lên men hay uống siro hoa quả cũng bị phạt tiền triệu và tước bằng lái cả năm. Trong khi nhiều nước trên thế giới đều có ngưỡng tối thiểu và áp dụng rất tốt, linh hoạt các biện pháp phòng ngừa. Để có thêm góc nhìn về vấn đề này, phóng viên Truyền hình Nhân dân đã có cuộc trao đổi với luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình của Truyền hình Nhân dân ngày hôm nay. Thưa ông có đánh giá như thế nào về mức xử phạt nồng độ cồn ở Việt Nam so với nhiều nước trên thế giới? Dưới góc độ pháp lý thì người tham gia giao thông mà có nồng độ cồn ở Việt Nam thì đó là hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy định về luật giao thông đường bộ và vi phạm quy định về luật phòng chống tác hại rượu bia. Nếu mà để so sánh là đã nghiêm khắc hay chưa và so sánh như thế nào thì cho rằng là đó là quan điểm về chính sách pháp luật ở mỗi quốc gia. Ví dụ như là ở các quốc gia châu Âu và Hoa Kỳ chẳng hạn và một số quốc gia phát triển ở châu Á, ví dụ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, chúng tôi thấy rằng là họ chú trọng vào công tác phòng ngừa. Cái việc sản xuất rượu bia được quản lý rất là nghiêm ngặt. Cái việc quảng cáo bán rượu bia cũng như là cái khả năng tiêu thụ, cái quyền được tiêu thụ rượu bia cũng được quản lý rất chặt chẽ. Không phải là ai muốn nấu rượu đâu, ai muốn bán là bán đâu, muốn mua bao nhiêu thì mua đâu, không phải như thế. Việt Nam đang áp dụng mức xử phạt nồng độ cồn nghiêm ngặt và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên thì vẫn còn nhiều những cái tình huống vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo ông nguyên nhân vì sao? Sau khi các cái văn bản pháp luật này có hiệu lực pháp luật thì cái tình trạng vi phạm giao thông về nồng độ cồn nó giảm đi rất là đáng kể. Qua các con số thống kê của Bộ Công an, của Ủy ban An toàn giao thông thì chúng ta thấy rằng là các con số được kéo giảm rất là nhiều. Hiệu quả đã có. Thế tuy nhiên là cái hành vi vi phạm thì vẫn còn tồn tại, thậm chí có những thời điểm là vẫn là biến động tăng cao, ví dụ như dịp lễ Tết hoặc là những cái ngày nghỉ thì có thể thấy được nhiều nguyên nhân, trong đó cái thứ nhất là cái văn hóa uống rượu trở thành văn hóa. Thứ nữa là tôi cho rằng là phải ý thức, các hành vi vi phạm thì nhiều, hiện nay vẫn là nhiều, nhưng mà để có đủ lực lượng chức năng để chốt chặn trên tất cả các nẻo đường thì nó không bao giờ đủ được và không ở quốc gia nào có thể làm được như vậy. Vậy chúng ta cần phải có biện pháp gì để có thể tiếp tục nâng cao hiệu quả của Nghị định 100 trong thời gian tới thưa ông? Tôi cho rằng là chúng ta phải thực hiện đồng bộ đầy đủ các giải pháp phòng ngừa vi phạm, phòng ngừa tội phạm. Thì trong đó giải pháp đầu tiên là chúng ta phải hoàn thiện chính sách và xây dựng pháp luật một cách đồng bộ đầy đủ, hướng đến những cái mục tiêu phù hợp với từng giai đoạn, từng thời kỳ phát triển kinh tế xã hội, phù hợp với xu hướng quốc tế hóa, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để các văn bản đó trở thành cái kiến thức, trở thành thói quen, trở thành văn hóa để người dân hiểu và tự nguyện chấp hành. Và cuối cùng thì mới là câu chuyện là chế tài. Nếu mà đã tuyên truyền, đã vận động rồi, nhận thức được rồi mà còn vi phạm thì đương nhiên áp dụng chế tài. Chế tài thể hiện sự răn đe và đồng thời cũng là cái hình thức để giáo dục. Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình của Truyền hình Nhân dân ngày hôm nay. Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện có hơn 140 quốc gia, vùng lãnh thổ xử phạt khi nồng độ cồn lớn hơn 0%, tức phải đến mức nhất định mới bị phạt, và vẫn đạt được những hiệu quả nhất định do công tác tuyên truyền, phòng ngừa tốt và linh hoạt.
Tại Việt Nam, để việc giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan tới rượu bia thực sự đi vào thực tiễn, tránh tình trạng ra quân thì giảm nhưng sau đó lại tái diễn, hay tránh những tranh cãi gây bức xúc cho người dân, cũng cần có những giải pháp linh hoạt, nâng cao công tác tuyên truyền, phòng ngừa phù hợp với xu thế chung của thế giới.